Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Toni Kroos phiên bản CC. Điểm mạnh ấn tượng trước tiên mà mình muốn nhắc đến không phải là khả năng chuyền chọt, vì điều đó có vẻ hơi thừa, mà thay vào đó chính là khả năng dứt điểm. Nếu so với những phiên bản khác của Rod, ở phiên bản lần này, chỉ số dứt điểm của Rod đã được nâng cấp lên khá nhiều. Cụ thể, chỉ số sút tổng quát của Rod ở mùa CC đạt 108 so với 102 ở mùa HG, 298 ở mùa Hepatoti ở mức thẻ cộng 1. Đi sâu hơn về chỉ số thành phần, sự khác biệt sẽ nằm ở chỉ số dứt điểm, khi mùa này Rod được bước lên thẳng 107 thay vì dưới 100 như hai mùa tiền nhiệm kể trên. Và điều này đã cải thiện đáng kể độ ổn định, sự sắc bén trong những pha ra chân của Rod khi so với chính anh ở các mùa giải trước đó. Nhất là với những pha ra chân trong vòng cấm, lực sút và độ hiểm hóc đã được tăng lên. Đã vậy, khi chấp chơi ở CM trong sơ đồ 4-1-2-3, tiền vệ người Đức thường xuyên có những pha xâm nhập vòng cấm chọn vị trí khá tốt, giúp anh sau đó tương đối dễ dàng trong việc ghi tên mình lên bảng điện tử. Còn ở bên ngoài vòng cấm, ngôi sao đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid dứt điểm vẫn khá tính. Dù độ ổn định, tính sát thương ở mỗi cú sút xa có sự nâng cấp, nhưng anh em vẫn cần một chút sự nắng nót để đảm bảo độ chuẩn xác cho cú đá. Về mặt xoay sở, cũng tương tự như những phiên bản khác, nhịp đầu tiên bẻ hướng của Rod là khá nhanh, nhưng xoay sở nhìn chung vẫn hơi cứng và có vài nhịp bị khớp. Nên tôn chỉ khi dùng Rod, nhất là khi anh dâng cao hỗ trợ tấn công, là xử lý thật nhanh cũng như đơn giản nhất có thể. Ngoài ra, ở phiên bản này, cầu thủ người Đức còn được nâng cấp thêm về tốc độ, không phải là quá nhanh, nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Phần nào cũng giúp cho những tình huống đòi hỏi tốc độ, Rod sẽ xử lý ổn áp hơn một chút. Về mặt phòng ngự, nếu như phiên bản HG thiên về công nhiều hơn, thì ở mùa CC này, Rod cân bằng hơn một chút, khi những thông số về mặt phòng ngự đã được cải thiện so với mùa HG. Nhưng nhìn chung, cũng như bao mùa giải khác, việc để anh đắc cặp với một cầu thủ chuyên phòng ngự hơn cũng như tranh chấp tốt hơn luôn là việc nên làm để giảm bớt gánh nặng phòng ngự cho Toni Kroos. Với việc cải thiện thêm về mặt tốc độ cũng giúp cho Rod đeo bám một áp hơn để có thể áp sát và giành lại được bóng, bởi khả năng thu hồi bóng của tiền vệ người Đức là khá tốt một khi đã áp sát được đối thủ. Tất nhiên phần lớn là nhờ vào tắc bóng, còn về tranh chấp, trừ khi anh gặp được những người đồng cân đồng lặng với mình, còn không sẽ rất khó khăn cho Toni Kroos trong những tình huống đòi hỏi sức mạnh. Nói về mặt chuyền chọt là quá dư thừa với Rod. Với anh, nó đơn giản như việc lấy một viên kẹo ra ở trong túi của mình vậy. Hầu như không có bất kỳ đường truyền nào có thể làm khó được Rod, từ những tình huống băng bật đoạn ngắn đến những pha đảo cánh, phất bóng dài cho đồng đội. Rod đều thực hiện nó một cách nhẹ nhàng và đầy tinh tế. Với những anh em thuộc hệ băng bật, việc sở hữu Toni Kroos chắc chắn sẽ làm cho những tình huống luôn chuyển bóng của khu vực giữa sân mượt mà như sinh siêu. Tổng kết lại, với mình, phiên bản CC sẽ là một sự lựa chọn hàng đầu, bởi khả năng hỗ trợ tấn công của anh, nhất là dứt điểm, đã được cải thiện khá nhiều. Còn về phòng ngự cũng không phải là quá thọt ở mức chấp nhận được. Và vốn dĩ việc sống Rod dù ở CM hay CDM chủ yếu vẫn để anh phát động tấn công nhiều hơn, nên mình phần nào sẽ ưu tiên khả năng tấn công hơn. Còn việc thủ với Rod chủ yếu là thủ tay nhiều hơn, cũng như sẽ giao phần lớn nhiệm vụ cho người đắc cặp với anh. Và đó là bài review của mình về Toni Kroos phiên bản CC. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.